Alo alo, suốt nửa năm vừa qua, tính từ tầm cuối tháng 10 đến nay là khoảng gần 6 tháng rồi. Lam đã update khá là nhiều những món văn phòng phẩm cho gia tài của Lam, từ bút, viết, sổ cho đến những món đồ DIY, dụng cụ handmade, vân vân và mây mây. Hôm nay ngồi lục lại các video unbox, tổng hợp lại cho mọi người cùng xem để giải stress trước kỳ thi nha. Một số món trong video này là Lam mua, một số món là Lam được các shop tặng nữa. Mọi người có thể comment bên dưới về món mà mọi người thích nhất trong video lần này nha. Đầu tiên là một box quà của Taro Stationery. Đây là một shop cũng không quá nổi tiếng cho Instagram, TikTok hay là YouTube cho lắm. Chính khi Lam nhận được lời chào từ shop thì Lam cũng không biết đây là shop nào ấy. Lam mới mò trên Shopee tìm hiểu thì mới kiểu oh wow, hóa ra là shop này cũng đa dạng mẫu mã ra phết luôn. Lần này Taro gửi cho Lam một vài món quà mà Lam cảm thấy một số món cũng khá là hay á. Ví dụ như là tập giấy nốt này nè. Mọi người có thể dùng giấy này để làm habit tracker, mood tracker, chi tiêu vân vân. Lam đã từng làm video giới thiệu kỹ hơn về công dụng của tập giấy nốt này rồi. Cái này là sổ tay nhỏ nhỏ xinh xinh mà shop tặng kèm nha. Rồi đây là bộ bút mà Lam nghĩ quá là nhiều công dụng luôn, cũng sẽ khá là lạ với nhiều bạn. Kiểu đây không phải là loại bút hot trên thị trường á, nhưng mà giá thành thì Lam nghĩ cũng khá là ok vì có tận 2 đầu và dùng cũng được nhiều cách nữa. Vì chia sẻ clip unbox cũng lâu quá rồi nên là trước đó Lam đã chia sẻ một số cách dùng của bút này, mọi người hãy tìm xem nha. Tiếp đến là các cây bút gel màu. Thể loại bút này Lam tin rằng đã có rất là nhiều bạn sở hữu rồi á. Lam hiện giờ thì chỉ có 6 cây trong bộ thôi. Bút viết khá là ổn cho trang trí sách, sổ, đề mục trong bài. Mọi người có thể tham khảo nha, vì giá thành cũng khá là rẻ á. Ngoài ra thì Lam thấy cũng được tặng thêm hai bộ highlighter vuông nữa, một bộ màu xanh lá và một bộ màu hồng. Nhìn màu là đủ thấy cưng rồi ha. Thật ra thì thân bút cũng không có vuông lắm đâu, kiểu như là hình chữ nhật á. Màu sắc thì của cả hai bộ đều xinh, chỉ trừ một số màu khá là chói và một số màu pastel thì hơi nhạt quá thôi. Lam đã chỉnh màu sắc video tối lại một chút xíu để mọi người nhìn rõ, chứ ngoài thì cũng sáng dữ lắm nha. Xong bút rồi thì giờ mình tới sổ đi ha. Lam unbox sổ A5 trước. Cuốn này Lam khá là bất ngờ vì tuy đến từ một shop không quá nổi tiếng, nhưng mà cuốn sổ này cũng khá là chất lượng á. Size sổ của Lam là A5, cũng cùng là chất giấy đó thôi, nhưng mà Lam có thêm tập giấy refill cho sổ cộng size B5. Vậy nên có thêm sự lựa chọn cho mọi người giữa sổ A5 và sổ B5 rồi nè. Sổ cộng thì Lam nghĩ cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với những dòng sổ cộng trên thị trường hiện giờ. Và loại cộng sắt thì cũng khá là phổ biến rồi. Mọi người cũng có thể so sánh giá cả cũng như tìm ở các nơi khác ha. Được cái là loại cộng này của Taro thì có kèm một dây để kẹp sổ lại nữa. Vậy là đã xong của Taro Stationery rồi, cũng kha khá món đồ đó nha. Phần tiếp theo đây sẽ lại là một kiện hàng đến từ nhà Daily ha. Đây là một hãng Lam thấy khá là rẻ và hiện cũng khá là nhiều mẫu mã sản phẩm, từ văn phòng phẩm cho đến họa cụ màu vẽ luôn. Lam thấy Daily thì cũng có lâu rồi á, không phải là hãng quá xa lạ đâu. Mọi người có thể tìm mua ở nhà sách hoặc trên Shopee, TikTok shop, giá thành cũng rẻ nữa. Và trong video này đây sẽ là những mẫu sản phẩm rất là đáng để thử từ Daily nha. Đầu tiên sẽ là loại bút gel mực đen vỏ trắng. Thiết kế của cây này Lam đánh giá là siêu xinh luôn á. Kích thước ngòi của cây này là kích thước khá là phổ biến, 0.5mm. Vỏ bên ngoài trắng trơn, theo style basic, tối giản, mực ra đều, ổn định. Cũng cùng là bút bi nhưng mà Lam có thêm một mẫu khác là mẫu 3 màu này đây. Vẫn khá là basic ha, nhưng mà ống mực sẽ thể hiện được màu mực và lượng mực bên trong rõ ràng hơn. Cả loại bút trắng trơn ban nãy và loại bút này thì đều có điểm chung là thay ngòi được. Họ có bán ống mực riêng luôn á, rẻ hơn nhiều so với một cây full cả ngòi cả vỏ như vậy. Giờ mình nói đến họa cũ đi, thì Lam sẽ mở hai tập giấy vẽ trước ha. Lam thì không có giỏi vẽ đâu, vẽ thẳng trên giấy chuyên thì càng không có. Nhưng mà nghĩ lại đến kênh YouTube về vẽ vời đơn giản rồi DIY này kia, thì Lam nghĩ bản thân mình cần phải học vẽ để mà match với nội dung kênh hơn thôi. Giấy của mỗi bề mặt sẽ có sự khác biệt đôi chút, một mặt sần, một mặt láng hơn. Size A6 sẽ nhỏ hơn size A5, tùy mọi người muốn vẽ tranh khổ lớn, nhiều chi tiết hay là khổ nhỏ, ít chi tiết hơn. Món đắt giá nhất trong phần từ Daily chính là bộ màu acrylic này đây. Bộ này Lam sở hữu option 24 màu là còn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên xét về giá cả thì Lam thấy bộ này cũng không quá đắt, vì mỗi tuyếp lên đến 12ml lận. Tính ra tổng bộ là tầm 288ml, cũng không có ít. Mọi người có thể dùng màu acrylic để vẽ túi nè, vẽ áo, vẽ nón vân vân. Vì màu acrylic có đặc tính là nó sẽ không phai màu khi giặt á. Tất nhiên là sau khi vẽ mọi người phải để khô 24 tiếng đã rồi mới giặt nha. Còn đây sẽ là một gói hàng nho nhỏ thôi. Đợt này Lam hốt là khi mà màu vẽ vải của Thiên Long mới ra mắt và được đẩy khá là nhiều á, mua một bộ 12 cây sẽ được tặng
thêm một túi rút vải trắng trơn để tụi mình có thể tự design hình vẽ bản thân thích. Màu thì tất nhiên không thể nào đa dạng như màu acrylic vừa rồi của Daily được, nhưng mà với 12 màu cơ bản này thì Lam nghĩ là mọi người cũng có thể có được những cái sản phẩm siêu độc đáo rồi á. Lam cũng đã từng làm một video về trang trí túi rút rồi nha, mọi người có thể đón xem. Mặc dù giờ thì cũng tháng 4 luôn rồi, tức là đã qua tầm 4 tháng kể từ khi năm 2023 bắt đầu. Nhưng mà bây giờ Lam mới chia sẻ video unboxing planner thì có vẻ hơi muộn ha. Lam quay clip unbox lâu lắm rồi, cũng đã có chia sẻ các clip ngắn, nhưng mà kiểu Lam thấy để mà tổng hợp lại YouTube dài thì phải cần nhiều hơn á. Nhưng phải thừa nhận là rất may vì planner của Krabbit không có đánh số các ngày, nên là mọi người dùng cho năm nay, năm sau đều được á. Sổ đầu tiên là của Weekly Planner, kích thước sổ khá là độc và lạ. Lam nghĩ thì nó khá là tiện lợi cho các bạn muốn ghi chép các task, plan sơ sơ, nhưng mà không thích quá nhiều layout và kích thước lớn á. Nguyên set này sẽ bao gồm cả một cuốn planner bình thường nữa, được tặng thêm một số miếng postcard, lịch gì đó cũng xinh xắn nè. Unbox xong và đánh giá thì Lam nghĩ cuốn này cũng được nha, nhưng mà Lam không thích bằng layout planner của năm 2022. Năm nay layout của Krabbit thì có một số chỗ đổi từ dot sang crib, cá nhân Lam thấy thì không đẹp lắm, nó hơi rối á. Nhưng mà bù được một cái là màu của nguyên cái set này khá là xinh luôn. Trong tập video unboxing này, Lam sẽ unbox một hộp marker gốc cồn đến từ nhà Colorkit ha. Colorkit là một hãng không quá xa lạ với các bạn học sinh đâu. Ví dụ như là Colorkit xưa giờ thì nổi tiếng nhất với bộ bút Faber-Ban 20 màu nè, 36 màu, 20 màu pastel v.v. Nhưng mọi người có biết là Colorkit thì còn có marker gốc cồn nữa không? Bộ này của Lam là option 24 màu, nhưng mà thật ra mọi option khác như là 12, 24, 36 thì đều được tặng một cái cuốn sổ vẽ nhỏ nhỏ này nè. Bút được đựng trong hộp cứng khá là tiện và dễ thấy mã màu ha. Thân bút to hơn những cái bút brush calligraphy bình thường của Lam và được kéo theo dạng hình tam giác. Bút có hai đầu, một đầu brush và một đầu vát to giống highlighter vậy á. Đầu brush thì khá là tiện để mọi người tô màu, nhưng mà không phải vì thế mà dùng để viết calligraphy đâu nha. Vì nó không có bền và đàn hồi tốt như những cái bút chuyên dụng á. Màu sắc Lam thấy thì lên giấy khá là tươi sáng, sặc sỡ luôn nè. Nhưng mà có một điểm cần lưu ý với mọi người là cái cây bút marker này màu lên khá là đậm và khá là nhiều, có thể leo trên trang sau luôn đó nha. Chỉ phù hợp để tô cho những tờ có định lượng giấy cao thiệt là cao thôi. Vậy là Lam đã chia sẻ cho mọi người một số món Lam đã update dạo gần đây rồi đó. Không phải là tất cả đâu, nhưng mà hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong video content này gần nhất nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Và nếu yêu thích video này, hãy cho Lam một like, share và đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Lam nha. Bye bye.